các bạn đang nghe truyện Trường Sinh bắt đầu từ việc lấy vợ trên kênh TV Audio CV. Chương 673. Ba tu sĩ còn lại thấy vậy thầm hận bản thân phản ứng không nhanh bằng tu sĩ Vũ tộc. Thẩm Bình tiếp nhận ngọc giảng. Mặc dù đã đi qua Hắc Thủy Hà nhưng vẫn không thể vận dụng pháp lực cùng thuật pháp thần thông, nhưng thần thức không còn bị hạn chế, hắn thâm nhập vào ngọc giảng rất nhanh đã xem được tin tức kỳ thú chi môn mà hắn muốn. Khác với nhân tộc Linh tộc giống với yêu tộc và các chủng tộc đứng đầu vạn linh bản, số lượng tu sĩ sinh ra kim đan thú văn cảm ứng được kỳ thú lực rồi tiến vào kỳ thú chi môn tương đối nhiều, bởi vậy bọn họ cực kỳ quen thuộc với kỳ thú chi môn. Toàn bộ kỳ thú chi môn phân thành địa cung cùng thiên cung, trong đó địa cung có 3 tầng, thiên cung có 33 tầng, đều được xưng là 33 thiên khuyết trường sinh cung. Mà thiên tài tu sĩ dưới luyện hư sẽ tiến vào địa cung, ở địa cung càng lâu sẽ được tiến vào tầng tiếp theo, phân biệt là 500 năm tầng thứ nhất, ngàn năm tầng thứ hai, 3.000 năm tầng thứ ba, nói cách khác, thiên tài tu sĩ các tộc nhiều nhất chỉ có thể ở địa cung 3.000 năm, sau 3.000 năm, mặc kệ tu vi thế nào đều không thể tiến vào địa cung. Trên luyện hư sẽ xuất hiện tại thiên cung, thiên cung cũng lấy thời gian để phân chia cấp độ. Mặc kệ là địa cung hay thiên cung, mỗi một tầng đều có đăng thiên điện, hơn nữa cấp độ nguy hiểm khác nhau tu sĩ thiên tài kim đan các tộc muốn nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực thu hoạch được thú linh bảo đẳng cấp cao hoặc nhanh chóng tiến vào tầng tiếp theo chỉ có thể chờ đợi cơ hội đăng thiên điện mở ra nhưng muốn an toàn thông qua đăng thiên điện lại là một chuyện rất khó tiếc rằng cao cấp thú linh bảo cùng với lượng lớn kỳ thạch có dụ hoặc quá lớn tu sĩ thiên tài các tộc sinh ra kim đan thú văn cho dù biết trong đó nguy hiểm nhưng đều chạy theo như vịt dù sao muốn tăng cao tu vi chỉ dựa vào việc ở địa cung thu hoạch kỳ thạch lại quá chậm, có khả năng 500 năm cũng chưa chắc đã đột phá được kim đan. Cho nên rất nhiều thiên tài tu sĩ chỉ cần gặp đăng thiên điện mở ra, đều không chút do dự đi vào, đương nhiên khi đăng thiên điện xuất hiện, tu sĩ xung quanh cũng rất khó cưỡng lại. Mỗi một tầng đăng thiên điện có nguy hiểm khác nhau, nhưng đại khái đều có đăng thiên thê cùng hắc thủy hà, đặc biệt là địa cung tầng thứ nhất đăng thiên điện gần như chỉ có hai loại nguy hiểm này nhanh chóng xem tất cả. Trong lòng Thẩm Bình đã phần nào hiểu được kỳ thú chi môn. Thu hồi Ngọc Giảng Trên mặt hắn nở nụ cười, đạo hữu vũ tộc, tin tức bên trong Ngọc Giảng quả thực hữu dụng, tại hạ cám ơn, chỉ là thuộc bói toán phải hao tổn. Tu sĩ vũ tộc liền nói, ta hiểu, chắc chắn sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Nói xong, hắn gỡ trữ vật linh giới của mình xuống, dứt khoát lưu loát ném cho thẩm bình trong linh giới này là toàn bộ tích góp những năm gần đây của tại hạ đưa hết cho đạo hữu ba tu sĩ ma tộc biến sắc bọn hắn không ngờ vị tu sĩ vũ tộc này lại liều mạng như vậy vì để sống sót mà không thèm để ý gì hết nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không thấy gì lạ nếu cứ đợi ở trên hắc thủy hà sớm muộn gì cũng chết mà nếu chết rồi giữ nhiều bảo vật trên người cũng không làm được gì nhưng nếu sống sót chỉ cần đi ra đăng thiên điện vậy những bảo vật xuất hiện phía sau đều có thể cầm trở về. Nghĩ đến đây, ba người bọn hắn cũng vội vàng ném linh giới của mình cho Thẩm Bình. Thẩm Bình không khỏi cười ha ha một tiếng. Bốn vị đạo hữu thật sản khoái, tốt, tại hạ dù có phải liều mạng hao tổn thọ mệnh, cũng phải bói cho các ngươi. Nghe được lời này, bốn vị tu sĩ kia đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh Thẩm Bình lại nói, trước khi bói, tại hạ còn có một điều kiện đạo hữu mời nói. Đăng thiên điện có cao cấp thú linh bảo, nếu như các ngươi bình yên đi qua hắc thủy hà, vậy thú linh bảo cao cấp này. Thẩm bình còn chưa nói hết. Nhưng ý trong lời nói không cần nói cũng biết. Nhưng lần này bốn tu sĩ kia đều trầm mặt một chút. Thú linh bảo cao cấp có giá trị cực lớn. Dựa vào một bảo vật như vậy, gần như có thể xông pha toàn bộ ba tầng địa cung, tương lai tin vào thiên cung, đối diện với đám tu sĩ luyện hư hợp thể cường đại kia cũng có thể tự vệ. Nói thật, muốn bọn hắn không tranh đoạt thú linh bảo cao cấp, vậy căn bản không có khả năng. Chỉ là tình huống trước mắt không giống. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đối diện với tuyệt cảnh, bọn hắn ngoại trừ đáp ứng ra cũng không còn biện pháp nào khác. Tốt. Cuối cùng bốn tu sĩ vũ tộc ma tộc lần lượt phát lời thề tâm ma sau đó thẩm bình bắt đầu bói toán hung hung thuận lợi tu sĩ vũ tộc bước ra một bước bình yên đáp xuống phía trên xiềm xích thở dài ra một hơi hắn cười chắp tay quẻ thuật của đạo hữu quả nhiên tinh diệu tuyệt luân hung 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 thuận lợi lần nữa bước ra một bước ào ào tu sĩ vũ tộc trực tiếp đạp không rơi xuống dưới chỉ còn lại một tiếng kêu thảm không cam lòng. Thẩm Bình lập tức ấy nấy tự trách. Đều tại ta học nghệ không tin, nếu bói toán giỏi hơn một chút, vị đạo hữu vũ tộc này đã không mất mạng rồi. Sắc mặt ba vị tu sĩ ma tộc âm tình bất định, bọn hắn rất khó có thể xác định vị tu sĩ nhân tộc này là học hệ không tin, hay cố tình hãm hại, dù sao bọn hắn cũng không tin thông quẻ thuật. Nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì tín nhiệm. Ba vị, người nào tới? thẩm bình nâng đầu lên nói tu sĩ ma tộc không dám đến hai người còn lại cũng đều do dự thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua tu sĩ viêm tộc cắn răng nhìn về phía thẩm bình hung thuận lợi trực tiếp đạp không thấy vậy tu sĩ ma tộc cả giận nói ghê tởm ngươi cố ý thẩm bình cười nhạo nói quẻ thuật vốn không phải là vạn năng có sai lầm cũng rất bình thường dù là tiên đạo đại năng thôi diễn cũng không dám bảo đảm bản thân thôi diễn chắc chắn chính xác nếu ngươi không tin có thể không tới tại hạ đã thu đồ vật của các ngươi đương nhiên sẽ tận tâm tận lực tu sĩ ma tộc nghiến răng nghiến lợi nhưng tu sĩ khác lại vội nói ta tin tưởng đạo hữu loại cục diện này bọn hắn chỉ có thể ôm may mắn trong lòng hung 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 thuận lợi bước ra một bước thành công. Nhưng bước đến bước thứ hai lại thất bại, rơi xuống dưới. Sắc mặt của vị tu sĩ ma tộc cuối cùng âm trầm đáng sợ, đến lúc này, sao hắn có thể không biết tên nhân tộc này dở trò quỷ, đối phương căn bản không muốn cho bọn hắn sống sót qua sông. Đáng chết! Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn thẩm bình, cắn răng một cái trực tiếp bước ra một bước. Đáng tiếc! Hắc thủy hà xiền xích chưa từng nói chuyện may mắn không có năng lực thôi diễn bói toán rất khó vượt qua, mà tu sĩ tộc khác biết rõ có cửa hắc thủy hà, nhưng không biết phải qua xiêm xích hay là thứ gì khác, bởi vì mỗi lần nguy hiểm đều không giống nhau. Nhìn xiêm xích trống rỗng không còn một ai. Ánh mắt thẩm bình nhắm lại, tu sĩ ma tộc nói không sai, là hắn cố tình, tại đăng thiên điện này, toàn bộ tu sĩ đều có quan hệ cạnh tranh, nếu để cho đám gia hỏa này sống sót qua sông, như vậy một khi an toàn, bọn hắn tất nhiên sẽ liên thủ đấu với mình huống chi việc liên quan đến thú linh bảo cao cấp hắn cũng sẽ không tin tưởng vào lời thề tâm ma quay người rời khỏi lộ trình sau đó không có gì nguy hiểm tới đến bên bờ cuối cùng nơi đây lại là một căn phòng kim loại mà thẩm bình mới vừa bước vào phòng liền cảm ứng được trói buộc trên người hoàn toàn biến mất hắn ngước mắt nhìn chỉ thấy cách đó không xa có một hộp ngọc huỳnh quang lơ lửng hiển nhiên. Bên trong chính là thú linh bảo cao cấp. Nếu tu sĩ khác còn sống, chắc chắn sẽ có một màn chém giết tranh đoạt diễn ra. Hít một hơi thật sâu. Hắn bước nhanh về phía trước, đặt tay lên màn huỳnh quang. Ngay khi mới vừa tiếp xúc với hộp ngọc. Năng lượng kỳ thú lực dư thừa trào vào. Kim đan thú văn trong cơ thể thẩm bình lập tức bắt đầu thay đổi. Hắn không kịp kích động. Vội vàng ngồi xếp bằng theo thần thức chìm vào đan điền từng trận thú hống kỳ dị chấn động đồng thời kim đang điêu khắc đường vân kỳ thú điên cùng xoay tròn lượng lớn kỳ thú lực tinh thuần không ngừng áp suất hội tụ vào một chỗ hơn nữa còn đè ép khỏa kim đang thú văn khiến tầng ngoài của nó dần dần xuất hiện vết nứt thấy cảnh này thẩm bình biết mình sắp ngưng anh đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói ngưng anh là một chuyện vô cùng quan trọng trước đó phải chuẩn bị đầy đủ Đặc biệt là tinh thần trạng thái đều phải điều chỉnh đến mức tốt nhất, giống như lúc Bùi Hỏa Vũ Ngưng Anh phải bế quan hơn nửa năm để điều chỉnh pháp lực bản thân. Chỉ là hắn không ngờ cơ hội mình Ngưng Anh lại tới nhanh như vậy, nhưng giờ phút này đã không còn cách nào áp chế, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thẩm Bình không dám có chút tạp niệm, chỉ có thể cố gắng dẫn dắt lượng lớn kỳ thú lực dần phá vỡ kim đan bắt đầu Ngưng Anh. Thời gian trôi qua từng chút một, thần thức cường đại tập trung cao độ của hắn dần dần mơ hồ mà kim đang thú văn vốn mượt mà không gì sánh được triệt để vỡ vụn mảnh vỡ màu vàng phản phát như hào quang đầy trời từng điểm xuyên thấu qua kỳ thú lực chiếu sáng toàn bộ đang điền thành một màu vàng kim trong nháy mắt kim đang vỡ vụn lượng lớn kỳ thú lực tinh thuần tựa như hồ tìm được chỗ tháo nước toàn bộ hội tụ tiến vào mỗi một mảnh vỡ khiến mảnh vỡ hoàn toàn hòa tan những mảnh vỡ kim đang hòa tan này rất nhanh đã hội tụ dung hợp lại quá trình này xảy ra cực nhanh nhưng ở bên ngoài lại dài đến mấy tháng ngũ châu tứ hải vân sơn phường tại căn nhà gỗ chật hẹp u ám thẩm bình thân mang trường bào im lặng đứng đấy kẻo kẹt một tiếng hắn đẩy ra cánh cửa gỗ nặng nề theo ánh sáng chiếu vào trước mắt hắn xuất hiện nhóm thê tử đạo lữ kiều diễm tươi đẹp phu quân phu quân người cuối cùng cũng trở về nhóm thê thiếp đạo lữ vương v bạch ngọc dĩnh một cấm vu yến lập tức xông tới hương khí vờn quanh mặt hoa da phấn trắng nõn hoàng mỹ cùng với châu tròn ngọc sáng đường cong lả lướt khiến thẩm bình không nhịn được vương vòng tay ôm hai bên hắn biết nơi này là huyễn cảnh nhưng hắn vẫn muốn trầm mê trong đó sau đó nhà gỗ đóng chặt thanh âm mây mưa đã lâu không thấy vang dội trong nhà gỗ mấy chục ngày sau thẩm bình thoải mái nhẹ nhàng nhìn các đường cong mực mà bên cạnh sắc mặt ngẩn ra không khỏi hỏi, hỏa vũ đâu? Nghe nói như thế. Thần sắc nhóm thê thiếp đạo lữ ảm đạm. Phu, phu quân, hỏa vũ tỷ tỷ nàng, đã vẫn lạc lúc chiến đấu với diễn thú. Dì cơ. Thân thể thẩm bình hơi chấn động. Không có khả năng, hỏa vũ có pháp bảo ta cho còn có sư tôn chiếu cố, làm sao có thể vẫn lạc. Lúc này vua yến nói, phu quân chớ gấp gáp, trước hết nghe chúng ta nói, hỏa vũ tỷ tỷ quả thực đã vẫn lạc, nhưng thần phách nguyên anh của nàng được bảo lưu lại, chỉ là muốn tái tạo nhục thân phải cần một số tài liệu đặc biệt. Thẩm Bình Nhịn không được hỏi tài liệu gì. Kỳ thú chi tâm. Bởi vì thần phách nguyên anh của hỏa vũ tỷ tỷ bị năng lượng diễn thú ô nhiễm, nhất định phải dùng kỳ thú chi tâm mới có thể thanh trừ, tái tạo nhục thân, nếu không. Thẩm Bình đứng dậy. Đi, đi tổng bộ chân bảo cát. Không cần bọn họ nói không sai. Bỗng nhiên bê ngoài vang lên thanh âm của luyện tuyết cẩm. Sư Tôn Thẩm Bình nhìn luyện tuyết cẩm đang đi tới, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo hỏi vội, Sư Tôn, hỏa, hỏa vũ nàng. Ai, đều trách vi sư không chăm sóc tốt cho nàng. Đồ nhi, kỳ thú chi tâm cơ bản không có khả năng thu hoạch được, người tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Thẩm Bình lắc đầu, kiên định nói, dù phải trả cái giá nào, ta cũng muốn thu hoạch được kỳ thú chi tâm. Vô số năm sau, ở thế giới tầng dưới chót ngũ châu tứ hải, đáy cửu châu tháp, tại nơi nhìn mãi không thấy điểm cuối. Luyện tuyết cẩm khẽ thở dài, đồ nhi, từ bỏ đi, kỳ thú không phải thứ chúng ta có thể tiếp xúc. Sư tôn, đồ nhi tuyệt đối không buông tha. Luyện tuyết cẩm nhìn thẩm bình, chần chờ nói, đồ nhi, kỳ thật vẫn còn biện pháp. Biện pháp gì? linh hồn của ngươi đặc biệt, nếu có thể lấy linh hồn của ngươi tẩm bổ thần phách nguyên anh của hỏa vũ, sẽ có khả năng rất cao thanh trừ năng lượng ô nhiễm của diễn thú. Thẩm Bình trầm mặt một chút. Sư Tôn làm sao biết linh hồn của Đồ Nhi đặc biệt? Vì sư trưởng quản cửu châu tháp đương nhiên không gì không biết. Trên mặt thẩm bình lộ ra nụ cười khổ, nói, sư tôn, đây mới là mục đích của ngươi. Ngươi có ý gì? Ngươi chính là tâm ma của ta hắn lắc đầu thở dài cần phải tỉnh lại khi đang nói chuyện thẩm bình đột nhiên mở mắt ra lúc này mới phát hiện bản thân vẫn ở bên trong gian phòng đăng thiên điện mà thần thức chìm ở đăng điền nhưng giờ phút này kim đan ở đăng điền sớm đã biến mất đổi thành một hư ảnh kỳ thú có thần thái tướng mạo giống hắn cũng đột nhiên mở ra hai mắt tâm ma kiếp thật đáng sợ bản thân thiếu chút nữa đã luôn hãm trong đó bị tâm ma khống chế trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi dưới tình huống không hề chuẩn bị bất kỳ thứ gì đã ngưng anh tỷ lệ thất bại vô cùng lớn tập trung ý chí thẩm bình nhìn về phía nguyên anh một cổ tâm niệm kết nối giữa hai bên sông lên đầu theo suy nghĩ khẽ nhúc nhích nguyên anh lập tức xông ra đang điền đáp xuống đỉnh đầu trong lúc giơ tay nhấc chân có một tia linh áp đáng sợ hô hấp nguyên anh xếp bằng ở đỉnh đầu từng sợi từng sợi năng lượng tinh thuần theo hô hấp tràn vào, rất nhanh đã chuyển hóa thành kỳ thú lực. Mấy ngày sau, hậu viện An Gia, hôi thạch thành, phòng nhỏ trong tỉnh thất, theo hư ảnh kỳ thú chi môn hiển hiện. Tỉnh thất vốn vắng vẻ lập tức xuất hiện một thân ảnh khoan hậu, khí tức hắn nội liễu, nhưng trên người có một tia ác bách như có như không. Thẩm Bình xếp bằng ở tỉnh thất, sâu trong con mắt lóe ra hưng phấn, Lần này thời gian tiến vào kỳ thú chi môn dù không ngắn, nhưng thu hoạch lại cực lớn, chẳng những trực tiếp từ Kim đang đột phá đến nguyên anh, hơn nữa còn thu hoạch được thú linh bảo cao cấp, thực lực nhảy vọt. Nhưng thứ khiến hắn cao hứng chính là, trong linh giới lấy được từ đám tu sĩ thiên tài ma tộc vũ tộc có không ít tiên linh thạch, hắn đã hỏi sư tôn, với lượng tiên linh thạch này đủ để tổng lượng linh lực ngũ châu tứ hải tăng lên một tầng. Kết hợp với hạch tâm trận pháp cửu châu tháp, đủ để tạm thời ngăn chặn trấn áp năng lượng tiêu tán của ký thú chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thanh trừ xong diễn thú ngũ châu tứ hải sẽ có thể nhanh chóng khôi phục lại bình thường nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc dù sao kết giới không thể nào chữa trị diễn thú lại không ngừng xuất hiện nhưng nguy cơ lửa xém lông ngày cuối cùng cũng tạm thời được giải quyết đồ nhi lần này cơ duyên của ngươi đột phá đến nguyên anh phải nhanh chóng củng cố cảnh giới của mình không cần gấp gáp tiến vào kỳ thú chi môn nghe được thanh âm của luyện tuyết cẩm thẩm bình liên tục gật đầu đồ nhi hiểu mặc kệ là ở ngũ châu tứ hải hay ở thái âm chi uyên nguyên anh đều là tu sĩ cường đại không thể coi thường mà tu sĩ nguyên anh ngoại trừ thọ mệnh tăng mạnh chủ yếu nhất vẫn là pháp lực tăng vọt lại có thể tu tập một số thần thông thuật pháp cường đại căn bản không phải kim đan chân nhân có thể so sánh đặc biệt Thẩm Bình vốn nắm giữ các loại thần thông, lúc ở Kim Đan, hắn chỉ có thể dựa vào thần thông phù đạo cùng khôi lỗi, nhưng giờ đây đã đến Nguyên Anh, những thần thông khác sẽ thành thủ đoạn để hắn ỷ lại. Vừa đi ra tỉnh thất, tỉnh Huệ Lan bảo vệ ở phòng lớn lập tức cảm ứng được khí tức, gương mặt linh lung tinh xảo không nhịn được lộ ra nét mừng, nàng vội vàng đứng dậy tiến lên phía trước, thẳng đến khi trông thấy thân ảnh khoan hậu mấy tháng không gặp, vui mừng mở khóe mắt mới rút đi, chậm rãi nói, nhìn sắc mặt phu quân, có lẽ lần này bế quan thu hoạch không nhỏ. Tâm tình thẩm bình vô cùng không tệ, hắn cười đi đến bên người tỉnh Huệ Lan, vươn tay nắm vòng eo kia, cúi đầu hôn vào trán nàng một cái, sau đó gật đầu nói, không tệ, vi phu lần này bế quan thu hoạch tương đối khá, Lan Nhi hộ pháp vất vả, vi phu phải cảm tạ Lan Nhi một phen mới được. Tỉnh Huệ Lan nghe xong, khóe mắt lộ ra tình ý, tuy ở cùng thẩm bình đã hơn 5 năm, nhưng loại chuyện nam nữ này, nàng vẫn khó mà thừa nhận như cũ, đặc biệt là khi nghĩ đến những đột tác nhiều như sao trời kia, nàng lại vô thức căng cứng hai chân. Mấy ngày sau, sáng sớm, gió lạnh cuốn vào cửa gỗ vừa mới đẩy ra, thổi tan hương thơm kỳ lạ. Tỉnh Huệ Lan thân mang một tầng lụa mỏng màu hồng nhạt, rút vào trong ngực thân ảnh khoan hậu, thanh âm nàng nhu nhược đơn giản kể về những chuyện xảy ra ở hôi thạch thành khi thẩm bình bế quan gần đây thạch hổ kia từ bỏ việc tìm kiếm ta cùng huynh trưởng, nửa tháng này cửa thành vẫn luôn được mở, hôi thạch thành cũng lần lượt khôi phục tụ tập qua lại cùng đám tu sĩ hắc sát cốc, lực lượng tuần vệ thành nội giảm bớt rất nhiều. Nói xong, nàng chần chờ một chút nói, ta cùng huynh trưởng còn có tỷ muội an gia thương lượng một phen, cảm thấy vẫn nên nhanh chóng rời khỏi hôi thạch thành, thạch hổ kia là đại yêu luyện hư cấp, phạm vi nó có thể ảnh hưởng chỉ có hôi thạch thành đến một hai nơi tụ tập xung quanh như hắc sát cốc, chỉ cần một đường xuyên qua những phạm vi này, đến kiếm ấn thành sẽ không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Thẩm Bình nhìn dung nhan vừa thấy đã yêu của tỉnh Huệ Lan, nói một câu, nếu đi kiếm ấn thành, sau này sợ sẽ khó trở về hôi thạch thành. Tỉnh Huệ Lan trầm mặt. Nàng đương nhiên hiểu ý trong lời nói của phu quân là gì. Tỉnh gia bị diệt nàng cùng huynh trưởng tỉnh ngạn không có một ngày nào không muốn tiêu diệt thạch hổ đại yêu nhưng chưa nói đến yêu tộc thế lớn nàng và huynh trưởng chỉ có thực lực kim đan đừng nói là đấu với thạch hổ có tu vi luyện hư cấp ngay cả tuần vệ yêu tộc trong thành cũng không đấu thắng nếu không có thuật thôi diễn bói toán tìm được thẩm bình có thể bảo vệ bọn hắn lúc này nàng và huynh trưởng sớm đã bỏ mạng rồi bởi vậy năm năm này trong lòng tỉnh huệ lan đã giấu đi mối hận muốn báo thù chỉ đợi tương lai thực lực tăng lên lại tìm cơ hội cho nên nàng lắc đầu ngước mắt nhìn chằm chằm thẩm bình chân thành nói phu quân lan nhi chỉ hy vọng đời này có thể bình yên ở cạnh phu quân cả đời về phần thù của phu gia tuy không dám quên nhưng chỉ có thể chờ đợi thời cơ thẩm bình cười cười tỉnh huệ lan có thể nói ra mối thù của nhà mình nói rõ nàng không giấu tâm cơ gì đó với mình hơn nữa còn toàn tâm toàn ý đối đãi nếu là mấy tháng bế quan trước, hắn chắc chắn không chút do dự đi tới kiếm ấn thành. Nhưng giờ đã khác. Nguy cơ của Ngũ Châu tứ hải đã tạm thời được giải quyết, sư tôn cũng nói chuyện tìm kiếm linh diễn tôn giả không cần phải gấp, quan trọng trước mắt chính là củng cố cảnh giới, bởi vậy Thẩm Bình đã không còn gấp gáp muốn đến nhân tộc tiên đạo chi địa như lúc trước, huống chi đột phá đến nguyên anh, lại đạt được thú linh bảo cao cấp, thực lực của hắn tăng vọt đang muốn tìm cơ hội thí nghiệm thực lực bản thân hôm nay, thạch hổ nhất tộc chính là mục tiêu tốt nhất. Đương nhiên, Thẩm Bình cũng không ngốc đến mức trực tiếp đi tìm tuần vệ thành nội hoặc thạch hổ yêu chém giết. Lan Nhi, chuyện đi tới kiến ấn thành tạm thời dời lại, vi phu cần tiêu hóa thu hoạch lần bế quan này. Tỉnh Huệ Lan ngẩn ra, lập tức từ một tiếng. Vâng, phu quân. Tại chính đường phòng khách hậu viện. An chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, giật giật khóe môi nói, vị thẩm tiền bối này tinh lực thật tràn đầy, cũng không biết Huệ Lan muội muội những năm này sao có thể vượt qua, có vẻ ta phải tìm cơ hội hỏi thử Huệ Lan muội muội mới được. Muội muội an duyệt của nàng lộ vẻ thẹn thùng. Tỷ tỷ, chuyện như thế há có thể hỏi. Làm sao không thể? Muội muội ngươi sau này sợ cũng phải tiếp nhận như vậy, đương nhiên trước đó phải tìm hiểu, cũng để chuẩn bị sẵn tâm lý. An chỉ cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ an duyệt xấu hổ trừng mắt liếc nhanh chóng cúi thấp đầu an chỉ vẫn cười như cũ nói giờ đây tu sĩ ưu tú của nhân tộc ta rất ít tại hắc sát cốc cùng hôi thạch thành thật vất vả mới gặp được tu sĩ giống thẩm tiền bối phải nhắm chắc cơ hội hơn nữa lão tổ bên kia cũng đã nói sẽ dốc toàn lực giúp đỡ nghe nói như thế an duyệt nâng đầu lên khóe mắt lộ ra tia lo lắng nói lỡ lỡ thẩm tiền bối không ở đây lâu dài thì sao thì đã sao? Đến lúc đó ngươi đi theo hắn rời khỏi là được, còn tương lai có thành tựu hay không, vậy phải xem cơ duyên tạo hóa của ngươi. An chỉ nói khẽ, tỷ tỷ đã nhìn ra, vị thẩm tiền bối này tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Hai người lại nói vài câu, liền nghe được tiếng bước chân bên ngoài thính đường, thế là đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón, thấy người đó là thẩm bình, liền lần lượt hành lễ. Thẩm bình tùy ý khoát tay áo, đi vào phòng lớn ngồi xuống, hắn có ẩn thần linh giới, uy áp nguyên anh trên người đã thu liễm, cho nên vô luận là tỷ muội an gia hay huynh muội tỉnh gia huynh đều không phát hiện được. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm, hắn mở miệng nói, an đạo hữu, thời gian thẩm mổ ở nơi này cũng không ngắn, đã quấy rầy rồi. An chỉ vội nói, thẩm tiền bối chớ có nói như vậy, ngài có thể cư trú tại An Gia, là phúc phận của An Gia ta. Mà An Duyệt lại trở nên căng thẳng, nàng sợ thẩm bình sẽ nói lời từ biệt. Thẩm Bình tiếp tục nói, nghe Huệ Lan nói, gần đây hôi thạch thành khôi phục qua lại cùng hắc sát cốc, không biết thương đội An Gia có cần hỗ trợ gì không, tại hạ mới vừa kết thúc bế quan, muốn hoạt động chút cân cốt. Lời vừa nói ra, An chỉ đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nàng còn đang phát sầu không biết làm sao để giữ lại hoặc xây dựng mối quan hệ càng sâu với thẩm tiền bối, không ngờ đối phương lại chủ động đưa ra đề nghị. Đây chính là cơ hội khó có được. Dù sao từng ấy năm tới nay, nàng biết rõ vị thẩm tiền bối này thích ở một chỗ không ra ngoài, không thích nhất là phiền phức. Thẩm tiền bối đã tích cực tự ứng cử như vậy, thật ra cũng có một chuyện. Mấy ngày trước thương đội An Gia đi qua Sương Lan đầm lầy, bị yêu tu Sương Lan thị tộc cướp phần tài nguyên có giá trị không nhỏ, không chỉ có thương đội An Gia nhà ta, các thương đội nhân tộc cùng với các chủng tộc khác ở phụ cận ít nhiều cũng bị cướp một số tài nguyên, lúc đầu An Gia ta định một thời gian nữa sẽ đến Sương Lan đầm lầy bàn chuyện với hắn, nếu thẩm tiền bối đồng ý giúp đỡ, vậy An Gia ta lại càng có niềm tin. An chỉ thấp giọng nói. Sương Lan thị tộc cũng được xem như là một tộc phụ thuộc của yêu tộc Thạch Hổ, những hổ nhất tộc có không ít yêu tộc phụ thuộc, Sương Lan cũng không đứng hạng quá cao, người mạnh nhất trong thị tộc bọn chúng chỉ là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Lần này An Gia ta phái ra hai vị Nguyên Anh Hậu Kỳ trưởng bối, chỉ là thực lực yêu tộc mạnh hơn nhân tộc ta, lại thêm kiên kỵ thạch hổ, cho nên có thẩm tiền bối ở đây, an toàn hơn chút. Thẩm Bình giật mình, nói thẳng, được, khi nào đi thì thông báo cho ta một tiếng. Lúc trước mới kim đan. Hắn nhờ vào thần thông phù đạo tiêu diệt Nguyên Anh Thanh Giao, giờ đây đột phá đến Nguyên Anh, lại có thú linh bảo, căn bản không sợ yêu tu Nguyên Anh cung cấp. Tạ thẩm tiền bối. Trở lại phòng nhỏ. Tỉnh Huệ Lan nhịn không được lo lắng nói, phu quân, Sương Lan thị tộc tuy yếu, nhưng lại có thạch hổ nhất tộc ở phía sau làm chỗ dựa, một khi xảy ra xung đột, sợ. Thẩm Bình đưa tay ngắt lời nói, yên tâm, vi phu sẽ không tùy tiện động thủ. Thấy vậy, tỉnh Huệ Lan không tiếp tục an ủi nữa, hơn nữa đáy lòng nàng kỳ thật cũng muốn xem xem thực lực của phu quân nhà mình. Trời tối yên lặng, mây tan mưa tạnh. Thẩm Bình cùng tỉnh Huệ Lan tự mình tiến vào tỉnh thất tỉnh tu. Xếp bằng ở nệm êm bồ đoàn. Đầu tiên hắn tỉnh tọa làm quen với kỳ thú lực tinh thuần trong đan điền, năng lượng kỳ thú vốn màu đỏ vàng giờ đây đã lột xác thành màu vàng đậm, hơn nữa còn giống như dịch thể xoay tròn xung quanh Nguyên Anh, không ngừng ôm dưỡng Nguyên Anh. Có thể nói, giờ đây hắn thúc giục thú linh bảo cấp thấp chỉ cần sử dụng một tia pháp lực Nguyên Anh là có thể chèo chống được hồi lâu, đây chính là chỗ cường đại sau khi kỳ thú lực lột xác, nhưng nếu toàn lực bộc phát, vậy tiêu hao sẽ rất lớn. Một lát sau, hắn mở mắt ra, lấy ra hộp ngọc mình có được ở đăng thiên điện. Sau khi mở ra, phía trong nổi lơ lửng một thanh giáp đao nhận mỏng như cánh ve, ngoài mặt đao nhận điêu khắc đồ án hình thú sinh động như thật, nhìn rất lộng lẫy, có thể đoạt tâm phách của người khác. Đây chính là thú linh bảo cao cấp, tàm ti nhận. Thẩm Bình thử thúc dục, hắn phải tiêu hao một nửa pháp lực nguyên anh kỳ thú mới có thể miễn cưỡng thúc dục, hơn nữa ngay cả tầng tàn ảnh thứ nhất đều không khởi động được. Muốn thực sự thúc dục được hình thái, chí ít cần pháp lực kỳ thú luyện hư cấp. Nhưng dù vậy, dựa vào thú linh bảo cao cấp, ở địa cung, người có nguyên anh thú văn cũng có thể ngăn cản cường giả hóa thần. Đây là bởi vì uy lực của thú linh bảo cao cấp thực sự quá mạnh cũng tương đối hiếm thấy ở địa cung cùng thiên cung nghe nói không ít cường giả hợp thể đều điên cuồng tranh đoạt mà ở toàn bộ địa cung cùng thiên cung chỉ có bên trong đăng thiên điện mới có thể xuất hiện bảo vật như vậy như thú linh bảo linh bảo cấp thấp chỉ có ở địa cung còn kỳ thạch nếu may mắn cũng có thể thu hoạch được còn thú linh bảo trung cấp sẽ xuất hiện ở tầng thứ ba địa cung thẩm bình có thể thu hoạch được thú linh bảo cao cấp ở đăng thiên điện cũng toàn dựa vào bói toán thôi diễn thuật bằng không kết cục của hắn rất có thể sẽ giống như những tu sĩ các tộc khác. Tàm ti nhận. Cũng không biết quy lực bình thường của nó đến tột cùng sẽ thế nào. Nhìn thú linh bảo cao cấp tản ra huỳnh quang. Trong lòng thẩm bình suy tư. Phù thú đồ hoàn chỉnh còn thừa không nhiều, mà đề trảo, tiên vĩ phù đồ tuy còn lại không ít, nhưng dùng một lần thiếu một lần. Ngoài ra, khôi lỗi thú cũng chỉ có 5 con, dù lực phòng ngự và năng lực phá hoại của nó cực mạnh, nhưng cũng chỉ đủ để bảo vệ bản thân, nếu không phải đến tuyệt cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Cho nên thủ đoạn ác chủ bài khác càng nhiều càng tốt. Mà thú linh bảo hiển nhiên chính là thủ đoạn có thể trực tiếp bày ở ngoài sáng. Thu hồi hộp ngọc. Hắn mở ra giao diện ảo. Phần khung của nhóm thê thiếp đạo lữ vẫn lóng lánh như cũ, chỉ là thuộc tính phía trên đã lâu chưa biến động, ngoại trừ khung cuối cùng. Trang tiếp theo của giao diện ảo là trang mong muốn mà toàn bộ nguyện vọng của nhóm thê thiếp đạo lữ đều giống nhau nỗ lực tu hành tranh thủ sớm ngày gặp lại phu quân nhìn thấy vậy thẩm bình yếu ớt thở dài từ lúc rời khỏi ngũ châu tứ hải đã không ngắn tuy bây giờ có thể giao lưu với nhóm thê thiếp đạo lữ mỗi ngày nhưng dù sao cũng không thể gặp mặt ngày đêm làm bạn cuối cùng vẫn do thực lực quá yếu đột phá nguyên anh cũng chỉ miễn cưỡng bước vào điểm xuất phát của cường giả hắn còn con đường rất xa phải đi. Năm ngày đi qua, An chỉ thông báo cho Thẩm Bình. Thu thập sơ qua, mấy người liền rời đi, dọc theo đường phố chính tới cửa thành. Tuần vệ quả nhiên chỉ đơn giản điều tra, liền thả bọn họ đi. Thẳng đến khi ngồi phi chu cách xa hôi thạch thành. Huynh muội tỉnh gia mới thở vào nhẹ nhõm. Có vẻ đại yêu thạch hổ thật sự đã từ bỏ. Thẩm Bình nói. Tỉnh ngạn vội mở miệng nói, may mắn có thẩm tiền bối giúp đỡ, thạch hổ kia tìm kiếm ta và muội muội chủ yếu là muốn nhổ cỏ tận gốc, hơn nữa cũng lo chúng ta tìm tiền bối nhân tộc trở về báo thù, chỉ là hơn 5 năm đi qua, hắn hẳn cho rằng ta và muội muội đã rời khỏi hôi thạch thành, đương nhiên cũng không giải quyết được gì. Thẩm Bình gật đầu. Điểm này tỉnh Huệ Lan cũng đã nói. Thạch hổ tốn công tốn sức tìm kiếm huynh muội tỉnh gia, tất nhiên có mục đích nào đó, nhưng sau tỉnh huệ lan thẳng thắn nói bí mật lớn nhất của tỉnh gia là một bộ kinh thư về bói toán thôi diễn nửa phần kinh thư trên người tỉnh huệ lan giờ đây cũng đã giao cho thẩm bình bởi vậy nếu tỉnh huệ lan dùng nó để đưa cho một vị tiền bối luyện hư hoặc hợp thể nào đó cũng có khả năng kêu hắn hỗ trợ báo thù chí ít tiêu diệt luyện hư thạch hổ cũng không tính là khó phi chu chạy thẳng một đường bông tàu an chỉ nói từ đây đến sương lan đầm lầy phải mất ba ngày trưởng bối An Gia chúng ta cùng mấy vị trưởng bối còn lại liên hợp đi tới đây, đến lúc đó chúng ta chờ ở lối vào sương lan đầm lầy là được. Thẩm Bình nhẹ nhàng gật đầu. Nhân tộc suy thoái. Sớm đã không còn huy hoàng như năm đó. Cho dù đối diện với yêu tộc sương lan thì tộc yếu kém, tu sĩ nhân tộc hắc sát cốc cũng không thể không liên hợp lại, những chủng tộc khác cũng như thế. Không còn cách nào khác. Yêu tộc thế lớn, hơn nữa đã dần dần chiếm cứ từng địa bàn của nhân tộc, trở thành một trong những tộc đứng đầu khiến các tộc khác phải ngước mắt lên nhìn. Tất cả đều do ảnh hưởng của vạn linh bản quá lớn. Nếu lại qua vài vạn năm, thẩm bình chắc chắn nhân tộc sẽ trở thành chủng tộc nhỏ yếu tịch mịch. Phi chu chạy một đường cũng không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào. An toàn đến lối vào sương lan đầm lầy. Nơi đây rừng rậm um tùm, hai bên có sơn mạch dốc đứng, mà sương lan đầm lầy là con đường tắt từ hắc sát cốc đến hôi thạch thành nếu đi đường vòng nhất định phải vượt ngang sơn mạch trong lúc đó cũng không biết phải gặp nguy hiểm gì nếu đụng phải ma tộc coi như cuộc đời chấm hết bởi vậy rất nhiều thương đội chủng tộc đều sẽ nộp khoản phí qua đường cho sương lan thị tộc chỉ là kể từ khi thạch hổ thị tộc chiếm toàn bộ hôi thạch thành địa vị chủng tộc phụ thuộc hắn tăng vọt như sương lan thị tộc cũng trở nên ương ngạnh chi phí yêu cầu càng ngày càng nhiều phi chu mới vừa hạ xuống. Cách đó không xa một đạo động quan cắt tới theo sát hạ xuống bên cạnh đám người thẩm bình. Là tu sĩ tuyết tộc. Bọn chúng cũng tới Sương Lan thị tộc bàn chuyện. An chỉ thấp giọng nói. Trên vạn linh bản, xếp hạng của tuyết tộc cũng thuộc nhóm cuối cùng, nhưng vẫn mạnh hơn nhân tộc. Ào ào ánh mắt thẩm bình mới vừa chuyển qua tu sĩ tuyết tộc đang đi ra phi chu liền phát hiện có một cổ thần thức cực kỳ cường đại tàn phá bừa bãi mà tới tỷ muội an gia cùng huynh muội tỉnh gia đối diện với uy áp này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng muốn đông lại thấy vậy hắn nhíu mày trên người phóng ra một cổ pháp bảo hình quang nhanh chóng hình thành tầng phòng hộ bao phủ đám người ở bên trong đám người an chỉ cùng tỉnh huệ lan lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều mà nhóm thương đội tu sĩ tuyết tộc cũng không để ý đến đám người thẩm bình, trực tiếp bước tới lối vào sương lan đầm lầy. Là tuyết tộc, lạc ly gia tộc. Trước kia tuyết tộc phụ thuộc vào nhân tộc ta, hơn nữa lạc ly gia tộc cũng đã từng dựa thế tỉnh gia. Tỉnh Huệ Lan nói đơn giản một câu. An chỉ thở dài, thời kỳ nhân tộc huy hoàng đã một đi không trở lại, ngay cả tuyết tộc cũng có thể không thèm đếm xỉa đến nhân tộc ta, cũng không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu. Những người khác không lên tiếng. Chỉ cần vẫn còn vạn linh bản, tình trạng của nhân tộc sẽ ngày càng hỏng bét. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng tu sĩ vốn tranh mệnh cùng trời, ai cũng tin chỉ cần mình tranh đoạt cơ duyên, nỗ lực tu hành, sớm muộn gì cũng có một ngày thoát khỏi công xiên. Tại lối vào đời ước chừng hai chén trà. phi chu thương đội nhân tộc ở Hắc Sát Cốc xuất hiện. Rất nhanh. Mấy vị trưởng bối An Gia cùng với tu sĩ Nguyên Anh của các gia tộc khác lần lượt đi ra. Chỉ nhi bái kiến thúc bá. Duyệt nhi bái kiến. Đám người thẩm bình lần lượt hành lễ. An Hoàng vực ôn hòa vuốt râu cười nói, không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn hạ xuống trên người thẩm bình, lại chấp tay nói, vị này chính là thẩm đạo hữu mà chỉ nhi nói sao, hạnh ngộ. Những tu sĩ hắc sát cốc còn lại không khỏi đều nhìn về thẩm bình có người thậm chí âm thầm dùng thần thức dò xét, đáng tiếc chẳng khác gì như bơi vào biển lớn, chợt cảm thấy người trước mắt không đơn giản. Thẩm Bình chắp tay nói, an tiền bối khách khí. Đơn giản hàng huyên vài câu. Một đoàn người kết bạn đi vào. Thời gian sau. An Hoàng Vực nói, thẩm đạo hữu, Sương Lan thị tộc lần này giam giữ rất nhiều thương đội có giá trị cùng phần tài nguyên hơn 10 vạn linh thạch của hắc sát cốc. Những tài nguyên này tuy không nhỏ, chúng ta cũng có thể chịu đựng được, chỉ là mục đích của Sương Lan thị tộc không chỉ dừng lại ở những tài nguyên này, mà muốn triệt để lũng đoạn con đường này, đây mới là mục đích mà bọn ta không thể nhịn được. Tu sĩ hắc sát cốc khác đều lấy An Gia làm chủ, nhưng bọn hắn nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi ghé mắt, âm thầm suy đoán lấy thực lực của thẩm bình thể mà có thể khiến An Gia dùng thái độ này để trò chuyện. Thẩm Bình trầm ngâm nói, An tiền bối, Sương Lan thị tộc vốn cũng không mạnh, bọn chúng dám làm như thế chỉ sợ có chỗ dựa an hoàng vực gật đầu đúng vậy đây cũng là nguyên nhân khiến bọn ta kiên kỵ hôi thạch thành thạch hổ nhất tộc không biểu lộ thái độ gì chúng ta đoán chuyện này rất có thể là mưu đồ của thạch hổ nhất tộc thương đội tộc khác cũng đến đây bàn chuyện đến lúc đó bọn ta hành sự tùy theo hoàn cảnh là được khi đang nói chuyện bọn hắn đã tới sương lan thị tộc Mấy vị sương lan thủ vệ khổng lồ lạnh lùng nhìn lướt qua đám người an hoàng vực, tu sĩ hắc sát cốc, tộc trưởng sương lan tộc ta đang tiếp đãi tu sĩ tộc khác, các ngươi chờ ở đây trước. Một lần chờ đợi này ròng rã mấy ngày liền. Các thương đội tộc khác lục tục tiến đến, nhưng sương lan tộc trưởng vẫn không rảnh tiếp đãi đám người an hoàng vực. Nhưng đám tu sĩ an hoàng vực cũng không vội vã, mà kiên nhẫn thưởng trà chờ đợi. Thẳng đến sau 5 ngày một vị sương lan hộ vệ mới dẫn đám người an hoàng vực đi tới đại sảnh rộng rãi bằng gỗ. Vừa mới tiến đến. Từng ánh mắt tụ vào. Tuyết tộc, băng tộc cùng các tu sĩ nhìn về phía an hoàng vực cầm đầu. Thì ra là lão tam an gia hắc sát cốc, chà chà, an gia các ngươi thật tự tin, thế mà để một vị nguyên anh như ngươi đến bàn chuyện đại sự. An Hoàng Vực lập tức chắp tay thấp eo về phía thủ lĩnh Sương Lan đang ngồi ở trung tâm, nói, gia tổ đang bế quan, không thể đến đây, mong Sương Lan tộc trưởng thứ lỗi. Tộc trưởng Sương Lan thân hình to lớn cao hơn 3 mét cười nhạt nói, không sao, ngồi đi. Lần này thương đội các tộc đến đây hiệp thương phần lớn đều là Nguyên Anh, còn tuyết tộc và một số khác lại là hóa thần, vì thế khiến hắn áp lực không nhỏ, còn về nhân tộc, hắn căn bản không để ở trong lòng. Đại sảnh rất rộng rãi. Dù nhiều tu sĩ các tộc ngồi chung một chỗ cũng không hề có cảm giác chen chúc ngay khi vừa mới ngồi xuống hóa thần đại diện của tuyết tộc mở miệng nói sương lan tộc trưởng bây giờ lợi nhuận mà thương đội kiếm được vốn ít ỏi nếu phí giao nộp tăng thêm ba thành thật sự quá cao bọn ta rất khó tiếp nhận đúng vậy sương lan tộc trưởng cũng nên suy nghĩ cho chúng ta chứ nếu yêu cầu quá mức bọn ta đành phải tạm dừng hợp tác tu sĩ thương đội các tộc khác cũng đều tuyên bố nếu như không phải vì kiên kỵ thạch hổ nhất tộc phía sau sương lan thị tộc tu sĩ thương đội các tộc căn bản sẽ không thèm để hắn vào mắt không nói ai khác chỉ riêng vị lão tổ lạc ly gia tộc của tuyết tộc cũng có thể tiêu diệt hết toàn bộ sương lan thị tộc càng chưa nói đến cảnh tượng đa phần đều là cường giả nguyên anh như bây giờ nhưng địa thế còn mạnh hơn người cho dù chỉ là một chi phụ thuộc của thạch hổ nhất tộc thái độ của sương lan thị tộc cũng vô cùng cường ngạnh sương lan tộc trưởng còn cười nhạt nói chư vị lợi ích khi đi con đường này đến hôi thạch thành ngươi và ta đều biết rõ yêu cần một chút phí tổn đó đối các ngươi mà nói cũng không tính là thương tân động cốt đương nhiên nếu như các ngươi người nào muốn ngừng hợp tác cứ thoải mái nhưng chỉ cần muốn đi qua sương lan đầm lầy nhất định phải làm theo quy định của sương lan thị tộc bao gồm an hoàng vực khi tu sĩ các tộc nghe xong lông mày đều nhíu chặt lại bọn hắn nhiều tu sĩ như vậy đến đây thỏa thuận. Sương Lan thị tộc vẫn giữ thái độ như cũ, từ đó có thể thấy phía sau chuyện này tám thành là do thạch hổ nhất tộc chủ đạo. Nhưng mà tuy đã nói thẳng như vậy, tuyết tộc ly lạc lão tổ vẫn nhịn không được nói, Sương Lan tộc trưởng, ngươi làm như vậy chẳng khác gì cắt đứt con đường tu hành tương lai của chủng tộc bọn ta, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Giọng nói có chút lạnh lẽo. Sương Lan tộc trưởng không chút sợ hãi nói, đây là quyết định của Sương Lan nhất tộc ta. Rất tốt. Đã như vậy, vậy để ta nhìn thử Sương Lan ngươi những năm này tiến bộ thế nào. Nổ, khi đang nói chuyện, trên người Ly Lạc lão tổ bỗng nhiên bộc phát ra một cổ uy áp cực mạnh, cổ uy áp này phản phất như một thanh đao nhọn trực tiếp trấn áp về phía Sương Lan tộc trưởng. Những tu sĩ thương đội các tộc còn lại ngồi ngay ngắn bất động, dù gấp nhưng vẫn ung dung nhìn Sương Lan tộc trưởng bọn hắn muốn nhìn thử vị sương lan tộc trưởng này có chuẩn bị gì không? hừ sương lan tộc trưởng hừ một tiếng đồng tử lập tức biến thành màu xanh hư ảnh cự lan đâm vào uy áp vô hình trực tiếp đụng nát cổ uy áp này ly lạc lão tổ người muốn trở thành địch của sương lan nhất tộc ta sao? ly lạc lão tổ không lên tiếng hắn mở miệng phun một cái một hạt châu màu trắng bạc phi nhanh nhảy ra ngay khi nó vừa xuất hiện nhiệt độ toàn bộ đại sảnh rộng lớn kịch liệt hạ xuống mặt đất nhanh chóng kết thành băng sương hơn nữa ở không trung cũng nổi lên bông tuyết mà những bông tuyết này giống như lưỡi dao nhìn như chậm chạp bay xuống kỳ thực lại nhanh chóng không gì sánh được cuốn về phía sương lang tộc trưởng an hoàng vực cùng tu sĩ thương đội các tộc khác cũng lần lượt tản mát ra linh áp quanh thân để ngăn cản hàng sương ăn mòn sương lang tộc trưởng đột nhiên ngồi thẳng dậy nâng lên cự trảo chém tới trước người một trảo giống như xé rách không gian hình thành mấy chục đạo trảo ấn xoắn nát lượng lớn bông tuyết đang cuốn về bản thân hưu nhưng lúc này hạt châu màu trắng bạc trước người ly lạc lão tổ bỗng nhiên xoay tròn bông tuyết trong thính đường chỉ một thoáng đã cuốn lại hình thành vòi rồng bằng bông tuyết tàn phá bừa bãi đi qua càng đến gần sương lan tộc trưởng hàng khí sắc bén trong bông tuyết lại càng cường đại đến cuối cùng ngay cả không khí cũng tự hồ đông lại nếu như nói lúc trước uy áp pháp lực cùng với công kích của bông tuyết chỉ là thăm dò như vậy vòi rồng bông tuyết này chính là uy lực chân chính của pháp bảo, nguyên anh tầm thường căn bản không ngăn nổi, nếu là kim đan, đối diện với hàng sương kia cũng đủ để kim đan chân nhân chết cống, ngao, sương lan tộc trưởng gào thét một tiếng, hai con mắt ửng đỏ, từng đạo hồng quan kích xạ đảo mắt hội tụ thành một hư ảnh hình sói cực lớn. Vòng rồng bông tuyết đâm vào hư ảnh hình sói bắn ra dư ba linh áp cường đại, toàn bộ phòng lớn lập tức vỡ vụn, tu sĩ thương đội các tộc biến sắc, vội vàng thúc giục pháp lực tăng cường phòng ngự. Két. Nhưng chưa tới mấy lần hô hấp. Hư ảnh hình sói đã lung lay sắp đổ. Thấy vậy. Bàn chân sương lan tộc trưởng chợt đạp về phía mặt đất, lập tức phạm vi phương viên mấy chục trượng xung quanh hắn nhanh chóng dâng lên trận pháp, khi quang mang lóe lên, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng xuất hiện bốn pho tượng hình hổ, bốn pho tượng này cùng nhau gào thét. Lập tức tiếng hổ gầm chấn động và rồng bông tuyết vốn có uy lực cực mạnh trực tiếp bị hổ gầm thổi tan, đồng thời một cổ uy áp nhàn nhạt bao phủ bốn phía. Thông linh cổ bảo, trấn sơn hổ khắc. An hoàng vực gần như thốt ra, sắc mặt tu sĩ thương đội các tộc đại biến, đây chính là pháp bảo của đại yêu thạch hổ kia, hắn có bốn pho tượng có thể hình thành trận pháp trấn áp cường đại, có thể công có thể thủ. Ly lạc lão tổ thấy vậy, sắc mặt âm tình bất định, nhưng vẫn chuẩn bị thu hồi pháp bảo của mình, dù sao đối phương đã tế ra trấn sơn hổ khắc nếu tiếp tục chiến đấu đó chính là không nể mặt thạch hổ hắn tuy là cường giả hóa thần nhưng cũng không dám đối đầu với thạch hổ nhất mạch nhưng vào đúng lúc này thẩm bình thừa dịp các tu sĩ khác bị trấn sơn hổ khắc hấp dẫn lực chú ý ống tay áo lặng lẽ bay ra một thanh đao nhận mỏng như cánh ve theo kỳ thú lực vàng đậm trong cơ thể quán chú vào thanh tàm ti nhận hơi chấn động một chút bằng tốc độ kinh người vượt ngang mấy trượng Sương Lan tộc trưởng theo bản năng cảm ứng được nguy cơ, nhưng hắn còn chưa điều động trấn sơn hổ khắc tạo lên lớp phòng ngự liền cảm giác pháp lực của mình cùng lực phòng ngự cường đại của thân thể giống như tờ giấy, tùy tiện bị một vệt sắc bén xuyên thủng. Ngay sau đó Nguyên Anh trong cơ thể dưới nguồn sức mạnh này bị vỡ vụn, thậm chí trong dư âm của nguồn năng lượng này, ngũ tạng lục phủ tức thì bị vỡ nát. Phúc, Sương Lan tộc trưởng trợn trừng con mắt tròn vo như chuông đồng, phun ra một nguồn máu tươi liền trực tiếp ngã xuống không tốt. Thấy cảnh này, sắc mặt ly lạc lão tổ chợt biến, hắn không kịp suy nghĩ là ai ở bên dưới thầm ra tay, lập tức bạo phát thực lực trực tiếp xé mở trận pháp, bỏ trốn ra xa. Dù sao Sương Lan tộc trưởng chết khi đang đấu cùng hắn, bất kể có phải là do hắn giết hay không, cuối cùng thạch hổ nhất tộc đều biết ly lạc hắn có nhúng tay vào, bởi vậy việc cấp bách là mau rời khỏi trở về chủng tộc rời khỏi phạm vi hôi thạch thành. May mắn Trấn Sơn Hổ Khắc không phải do Thạch Hổ điều khiển, không thể thúc giục được uy lực chân chính, hơn nữa trận pháp cũng không triển khai toàn bộ. Nếu không phải vậy, chỉ dựa vào ly lạc lão tổ, hắn khó mà xé mở trận pháp phòng ngự. Hư hư hư. Tu sĩ thương đội các tộc khác cũng ý thức được kết quả, lần lượt thi triển đoạn viễn độn. Nhân tộc hắc sát cốc cũng như thế. Không có sương lan tộc trưởng, sương lan nhất tộc đương nhiên không ngăn được bọn hắn. Một lát sau, giữa không trung một nơi cách xa sương lan đầm lầy. Phía trên phi chu, An Hoàng vực vuốt trâu thở dài, sương lan tộc trưởng chết, toàn bộ sương lan đầm lầy sẽ trở nên hỗn loạn, thạch hổ kia tạm thời không rảnh bận tâm đến chuyện các thương đội, mà sẽ tập trung đối phó tuyết tộc, nhưng mà từ chuyện ngày hôm nay, thạch hổ nhất tộc sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lấy con đường giao thương, ai, thời buổi rối loạn. Tu sĩ khác nói, sau khi trở về, chúng ta phải thương nghị đối sách, hạch hổ nhất tộc thế lớn, lúc trước tỉnh gia vẫn còn, bọn chúng coi như thu liễm một chút, nhưng bây giờ. Mấy ngày sau. Trước khi tách ra, An Hoàng vực gọi An Chỉ đến trước người, nghiêm túc dặn dò, "Chỉ nhi, Sương Lan tộc trưởng kia là do Thẩm Đạo hữu giết chết, thực lực của hắn chỉ sợ còn mạnh hơn lão tổ dự đoán, cho nên mặc kệ phải bỏ ra cái giá gì, ngươi cũng phải kết giao với hắn." Con mắt An Chỉ lóe ra tia kinh ngạc, tam thúc bá, chuyện này Chuyện này sao có thể, Sương Lan tộc trưởng kia tuy không bằng thanh giao, nhưng khi đó nhiều cường giả như vậy, Sương Lan tộc trưởng lại đang ở trong trạng thái phòng ngự, dù thẩm, thẩm tiền bối đánh lén, cũng không thể nào một kích diệt sát được. An Hoàng Vực cảm khái nói, muốn trong nháy mắt diệt sát Sương Lan tộc trưởng ít nhất cũng phải là yêu tu nguyên anh hậu kỳ, lão tổ còn làm không được, nhưng trong tình huống lúc đó, ta đã cảm nhận được ba động, mà ba động này phát ra từ trên người thẩm đạo hữu, tuyệt đối sẽ không sai nói rõ thủ đoạn của hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ nhi giờ đây thời cuộc trung chuyển không chỉ an gia ta các tu sĩ nhân tộc hắc sát cốc cùng với hôi thạch thành đều khó mà bảo vệ bản thân mà vị thẩm đạo hữu thực lực mạnh mẽ thủ đoạn siêu việt hắn lại khiêm tốn ôn hòa hiền hậu là người có thể dựa vào kết giao ngươi phải nắm chắc phần cơ duyên này đường công trước người an chỉ chập trùng bất định nhưng nàng rất nhanh đã hơi cúi đầu tam thúc bá chỉ nhi biết rõ. Trên phi chu trở về hôi thạch thành. Thẩm Bình nhìn phong cảnh xung quanh, trong lòng suy nghĩ về uy lực của tàm ti nhận, mặc dù thú linh bảo cao cấp này yêu cầu tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhưng uy lực của nó quả thực vượt xa tưởng tượng, khi đó hắn thúc giục tập kích, ban đầu chỉ định làm trọng thương sương lan tộc trưởng kia, sau đó thừa dịp loạn lại tìm cơ hội đánh chết hắn, kết quả chỉ mới một kích đã trực tiếp tiêu diệt. Hơn nữa trong thời gian đó, Sương Lan tộc trưởng còn không kịp phản ứng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu đối diện giao thủ, Sương Lan tộc trưởng kia vẫn rớt đài như cũ. Đáng tiếc duy nhất là ly lạc lão tổ chạy trốn quá nhanh, nếu không thẩm bình đã có thể thử xem tàm ti nhận có thể tiêu diệt được tu sĩ hóa thần hay không. Hôi thạch thành. Hậu viện thương đội an gia. Bên trong phòng khác. Tỉnh Huệ Lan thân mang lộ mỏng bích lục, tư thái yểu điệu linh lung mới vừa trở về còn chưa kịp hầu hạ thẩm bình tắm mình thay quần áo, đã bị An chỉ mời đến nơi này, nàng đoan trang ngồi trên ghế nói khẽ, không biết An đạo hữu có chuyện gì. An chỉ nhìn tỉnh Huệ Lan yếu đuối như nước, sâu trong đáy mắt lóe ra tia hâm mộ, lúc trước nàng và muội muội sở dĩ đồng ý cùng đi với thẩm bình tới hôi thạch thành, mục đích là muốn kết giao một phần duyên phận này, kết quả lại bị vị nữ tử tỉnh gia này nhanh chân đến trước. Huệ Lan muội muội ngươi làm bạn bên cạnh thẩm tiền bối không phải thời gian ngắn so với chúng ta ngươi hẳn hiểu phẩm tính của thẩm tiền bối hơn là như thế này duyệt nhi muội muội của ta sớm có cảm mến với thẩm tiền bối điểm này tin tưởng huệ lan muội muội nhìn ra cho nên không biết huệ lan muội muội có thể hỗ trợ thành toàn hay không nghe nói như thế trên mặt tỉnh huệ lan lộ một chút ngạc nhiên nàng đương nhiên biết an duyệt có tình cảm không rõ với thẩm bình nhưng thật sự không ngờ An chỉ sẽ trực tiếp đến đây nhờ nàng hỗ trợ. Chuyện nam nữ này, phải xem ý nguyện của cả hai bên mới được. Nếu cưỡng ép tác hợp, sợ sẽ hóa khóe thành vùng. Lúc trước nàng sở dĩ có thể thành công làm bạn, chủ yếu là tình thế bức bách, lại thêm nàng cam nguyện dùng bản thân trao đổi, lúc này mới có một phần cơ duyên. Nhớ tới đây. Tỉnh Huệ Lan Nhu Hòa nói, An Đạo Hữu, tuy ta bầu bạn bên cạnh phu quân 5 năm, nhưng cuối cùng ta cũng chỉ là một thị nữ phụng dưỡng bên cạnh phu quân, thấp cổ bé họng, tùy tiện mở miệng, có khi còn chọc giận phu quân. An Duyệt đạo hữu nếu đã cảm mến phu quân, sao không tới cửa thẳng thắng, mở rộng lòng mình, như vậy có lẽ có cơ hội thành công. Đôi mi thanh tú của An chỉ hơi nhíu lại. Tỉnh Huệ Lan lại nói, không dối gạt An đạo hữu, phu quân vốn đã có thê thiếp đạo lữ bên ngoài, nên về phương diện này cũng không phải là người bảo thủ, với cả. Nói xong, hai gò má nàng đỏ ửng thấp giọng nói, với cả nếu có An Duyệt đạo hữu cùng nhau phụng dưỡng, Huệ Lan cũng có thể thoải mái hơn chút. An chỉ nghe xong, lập tức hiểu ý của tỉnh Huệ Lan, nàng không khỏi che miệng cười nói, đa tạ Huệ Lan muội muội nhắc nhở, nếu có thể thành, chắc chắn sẽ nhớ kỹ tình này. Khi đang nói chuyện, khóe môi nàng mấp máy truyền âm nói, Huệ Lan muội muội thẩm tiền bối ở phương diện kia. Hai người rất nhanh giao lưu tới vấn đề không thể nói. Phòng nhỏ tỉnh thất. Thẩm Bình xếp bằng ở nệm êm bồ đoàn, thông qua tinh thể sáng chói, hắn kể ngắn gọn chuyện lần này đi tới sương lan đầm lầy cho sư tôn luyện tuyết cẩm nghe. Bên trong tinh thể sáng chói rất nhanh vang lên thanh âm ôn hòa. Như vậy, uy lực của thú linh bảo cao cấp tàm ti nhận thực sự mạnh mẽ, đồ nhi ngươi chỉ mới thúc giục uy lực bình thường của nó thôi đã có thể đơn giản tiêu diệt một vị yêu tu nguyên anh hậu kỳ, bảo vật như thế sợ là không thua gì tiên khí. Trong giọng nói của luyện tuyết cẩm mang theo một tia kinh ngạc. Những năm này không ngừng giao lưu với thẩm bình, nàng cũng có chút thông tin về thú linh bảo và thiên cung địa cung trong kỳ thú chi môn, đương nhiên biết thú linh bảo cường đại cỡ nào, chỉ là còn chưa kích hoạt uy lực chân chính của bảo vật đã đạt được hiệu quả như vậy, thật sự khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù là tu sĩ đứng đầu ngũ châu tứ hải, nàng hiểu rất rõ uy lực của từng cấp độ bảo vật. Nhưng thú linh bảo hiển nhiên đã vượt qua phạm trù bảo vật. Tiên khí Thẩm Bình ngẩn ra, không khỏi hỏi, sư tôn đã từng thấy qua uy lực của tiên khí rồi. Luyện tuyết cẩm ừ một tiếng. Sư tôn của vi sư là một vị tu sĩ tiên đạo cường đại, năm đó sau khi vẫn lạc cũng để lại hai kiện tiên khí, chỉ là với thực lực cảnh giới của vi sư, cũng không thể nào thúc giục được tiên khí, chỉ dựa vào sự sắc bén của tiên khí mà tiêu diệt diễn thú cường đại mà thôi, nhưng cũng chính nhờ vào tiên khí, ta mới đứng vững ngũ châu tứ hải nhiều năm như vậy. Thẩm Bình giật mình. Nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Cửu Châu Tháp chính là chí bảo nhân tộc, người có thể trông giữ thủ hộ, tất nhiên có cảnh giới thực lực không tầm thường, nắm giữ tiên khí cũng không lạ. Đồ Nhi. Quy lực của thú linh bảo cao cấp đã cao như vậy, kế hoạch tu luyện kế tiếp cũng phải thay đổi một chút giờ đây có tiên linh thạch ngươi rót vào nguy cơ diễn thú ở ngũ châu tứ hải đã không còn đáng kể tiếp theo đợi hạch tâm đại trận hoàn toàn thu nhận tiên linh lực trong tiên linh thạch là có thể hoàn toàn ổn định ngũ châu tứ hải trấn áp năng lượng tiêu tán của kỳ thú bởi vậy việc cần thiết bây giờ của ngươi là tăng thực lực lên mà có thú linh bảo cao cấp chỉ cần không đụng phải tu sĩ luyện hư cấp ngươi đủ để hoành hành xung quanh hôi thạch thành mạnh nhất cũng chỉ có thạch hổ luyện hư cấp kia đợi ở nơi này sẽ giúp ngươi an ổn tu hành nếu đi kiếm ấn thành ngược lại sẽ gặp phải tu sĩ các tộc có thực lực mạnh hơn luyện tuyết cẩm trầm ngâm nói cho nên vi sư đề nghị ngươi khi tăng thực lực bản thân lên đồng thời nên xây dựng căn cơ thể lực của mình ở hôi thạch thành như vậy cũng dễ để đối phóng phòng ngừa một số tình huống ngoài ý muốn chờ đến khi ngươi chân chính trưởng thành lại rời đi hôi thạch thành đi tới thiên tiên thành ở đông khu thẩm bình không lên tiếng mà rơi vào trầm tư lúc đầu hắn định yên ổn khiêm tốn ở hôi thạch thành tăng thực lực lên sau đó đợi đến khi đạt tới hóa thần hoặc luyện hư rồi khởi hành đi bồng lai tiên thành ở tây khu tiếp đó ngồi tinh thuyền vượt qua tinh hải đến đông khu nhưng lời đề nghị của sư tôn càng có tính chủ động hơn lúc này thanh âm ôn hòa của luyện tuyết cẩm lần nữa truyền ra đồ nhi Ngươi có thú linh bảo cao cấp, mặc kệ là ở kỳ thú chi môn, hay thái âm chi uyên, muốn khiêm tốn tuyệt đối không có khả năng, đặc biệt là kỳ thú chi môn, đây là nơi tu sĩ thiên tài các tộc hội tụ, xem tình huống trước đó, có lẽ các tộc khác đã biết tu sĩ kim đang thú văn nhân tộc ngươi, bởi vậy sau này sợ rằng sẽ không ngừng có sóng gió thổi tới, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc ngươi tu hành ở thái âm chi uyên. Có thể ẩn núp ở thành thị nhưng nhất định phải luôn nằm ở thế chủ động và có con đường thông tin của mình, xây dựng thế lực cho riêng mình chính là thủ đoạn tốt nhất. Nghe được lời này, Thẩm Bình chợt cảm thấy bừng tỉnh. Giờ đây hắn không còn ở Ngũ Châu Tứ Hải, càng không có chân bảo các cùng sư tôn bảo hộ, nhân tộc thế nhỏ, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Nhớ năm đó ở Vân Sơn phường. Dù hắn giấu mình, nhưng nếu không có chân bảo các Đối diện với huyết hải đại trận của Kim Dương Lão Tổ, hắn làm sao có thể bình yên chạy ra, sư tôn, đệ tử hiểu. Hiểu là tốt, ngươi có thể đi vào kỳ thú chi môn, nhu cầu đối với tài nguyên tu hành cũng không lớn, nhưng bên người ngươi nếu không có cơ duyên như thế, nên làm thế nào, tin tưởng không cần vi sư phải nhắc nhở. Trên mặt thẩm bình lộ ra ý cười. Vâng, sư tôn. Hắn lấy phụ chú làm kế sinh nhai, nhưng đến bây giờ đã lâu chưa luyện chế phù chú, còn về tư liệu, trong trữ vật linh giới của những tu sĩ thiên tài mà hắn lấy được ở Đăng Thiên Điện có không ít. Không bao lâu. Thanh âm của Thê Tử Vương Vân truyền tới, "Phu quân." Kể từ khi có thể cùng nhóm Thê Thiếp đạo lữ giao lưu, gần như mỗi ngày hắn đều liên lạc để giải tương tư, chỉ là sau khi cân nhắc đến chuyện nhóm Thê Thiếp đạo lữ cũng cần tu hành, cho nên mới quyết định cách mỗi nửa tháng lại nói chuyện một lần. Vân Nhi nhớ vi phu không? Thẩm Bình cười nói. Nhớ. Nhớ đến mức nào? Nhớ đến mức, ngay cả đạo tâm cũng bất ổn. Vương Vân ôn nhu trộn lẫn một tia xấu hổ. Thẩm Bình cười ha ha một tiếng, chờ tương lai gặp mặt, vi phu nhất định phải củng cố đạo tâm của Vân Nhi. Sau đó Bạch Ngọc Dĩnh, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ, Một Cấm, Lạc Thanh, Thu Doanh, Doãn Hồng Liên cũng chờ không được mà giao lưu với Thẩm Bình, kể rõ tương tư của bản thân. Đối với cái này, Thẩm Bình cũng không có cách, chỉ có thể dùng ngôn ngữ an ủi bọn họ một phen. Thu hồi tinh thể sáng chói. Hắn không khỏi than nhẹ. Thế sự vô thường. Thời gian cả đêm vui vẻ đầm đìa mô hôi đã một đi không trở lại. Lắc đầu. Thu liễm tạp niệm. Đầu tiên hắn đơn giản quét mắt qua giao diện ảo, sau đó đi ra tỉnh thất tới gian phòng lấy ra tư liệu phù chú bắt đầu chế phù. Ban đầu còn chưa thành thạo, nhưng dần dần càng trở nên thuần thục. Chỉ hơn 10 ngày đã chế tạo ra 4 tấm lục giáp thuẫn linh phù, tiểu lôi viêm phù, đống linh phù, đây cũng là ba loại phù chú cấp 5 có xác suất thành công cao nhất của hắn. Không có thê thiếp đạo lửa ngày đêm làm bạn. Phù đạo, trận đạo, khôi lỗi thuật của hắn đã rất lâu rồi không tăng lên. Nhưng phù chú cấp 5 tiêu diệt kim đan, Nguyên Anh bình thường vẫn vô cùng dễ dàng, đặc biệt là khi kết hợp tiểu lôi viêm phù cùng đống linh phù, uy lực không thể kinh thường. Lúc trước đối diện thanh giao. Nếu không phải vì sợ hãi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sử dụng tiểu lôi viêm phù thi triển thần thông phù đạo, hắn vẫn có niềm tin cực lớn có thể giết hết. Lan Nhi. Đi ra khỏi phòng. Thẩm Bình hô một câu. Tỉnh Huệ Lan lập tức tới trước người, chậm rãi thi lễ nói, phu quân nhìn vị đạo lữ dịu dàng này. Thẩm Bình hỏi, gần đây tình hình hôi thạch thành thế nào? Các loại tư liệu tu hành, đặc biệt là các vật phẩm có tính tiêu hao như pháp khí, phù bảo, phù chú, trận pháp tăng giá không ít, nghe An Đạo Hữu nói, thạch hổ nhất tộc đang ra tay với những nơi tuyết tộc tụ tập xung quanh đây, mà tuyết tộc ly lạc lão tổ mời một vị tiền bối luyện hư cấp của tuyết tộc, trong lúc nhất thời mới cầm cự được. Lực lượng tuần vệ tăng lên không ít cho nên trong thành cũng không loạn tỉnh huệ lan biết rõ phu quân muốn hỏi cái gì liền tập trung nói về vấn đề tài nguyên tu hành thẩm bình đưa cho tỉnh huệ lan một chiếc trữ vật linh giới trong này có không ít đang dược và phù chú cùng tài nguyên tu hành ngươi và huynh trưởng nếu rảnh có thể đi thuê một gian cửa hàng cách đây không xa để buôn bán tỉnh huệ lan do dự một chút phu quân nếu thiếu linh thạch chỗ thiếp thân vẫn còn một ít thẩm bình cười cười lắc đầu nói, Lan Nhi hiểu lầm, vi phu tạm thời không thiếu tài nguyên tu hành, kêu nàng thuê cửa hàng, chủ yếu là để kết giao với tu sĩ các tộc, đồng thời cũng để dò la tin tức mà thôi. Mặt khác việc này có thể thông báo cho tỷ muội An Gia. Tỉnh Huệ Lan giật mình, nàng nhịn không được nói, phu quân muốn định cư ở Hôi Thạch Thành. Sẽ ở nơi này thêm vài năm. Thẩm Bình thâm ý nhìn thoáng qua tỉnh Huệ Lan. Tỉnh Huệ Lan gật đầu. Vâng, phu quân. Hỏa đồng thạch tinh, thiên diệu kim, lưu tuyết sa. Lục giáp thuẫn linh phù, tiểu lôi viêm phù. Những tài nguyên tư liệu này đều có giá trị không nhỏ, thẩm, thẩm tiền bối cứ như vậy mà đưa cho ngươi. Trong sân, thần thức tỉnh ngạn quét qua vật phẩm bên trong trữ vật linh giới, trong mắt lộ ra ti kinh ngạc, hắn dù gì cũng là hậu bối dòng chính của tỉnh gia, đương nhiên đã gặp qua vật phẩm trân quý, bất kỳ một kiện nào trong đó đều có giá trị cực cao, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng phải động tâm, nhưng đối phương cứ thế mà giao cho muội muội mình. Tỉnh Huệ Lan gật đầu. Phu quân tín nhiệm như vậy, huynh muội chúng ta phải hoàn thành thật tốt chuyện này. Đây là đương nhiên. Tỉnh Ngạn lấy lại tinh thần, hưng phấn nói, muội muội, tu hành quan trọng nhất chính là tài nguyên, có những tư nguyên này, chúng ta chắc chắn có thể kết giao với một số tiền bối nhân tộc, nói không chừng còn có thể báo thù cho tỉnh gia ta. Tỉnh Huệ Lan nghe xong, cũng không khỏi động tâm, nhưng nàng rất nhanh liền lắc đầu nói, huynh trưởng, tuyệt đối không thể làm những chuyện này, phu quân đối xử với ta tốt như vậy, ta tuyệt đối không thể mưu lợi riêng, chuyện báo thù để ngày sau rồi nói. Ta biết. Yên tâm, vi huynh sẽ không bởi vì cừu hận mà bỏ lỡ đại sự của thẩm tiền bối, nhưng hai chúng ta tuy tương đối hiểu rõ hôi thạch thành, cũng biết rõ hành tung của một số tiền bối trong nội thành, nhưng muốn làm tốt việc này, vẫn phải nhờ vào An Gia mới được. Tỉnh ngạn tỉnh táo lại nói ra. Đúng vậy, chuyện này phu quân cũng kêu ta nói với tỷ muội An Gia, có lẽ cũng có ý này. Tỉnh Huệ Lan ôm nhu nói, An Gia chỉ có tu sĩ hóa thần, cực kỳ khao khát những loại tài nguyên này, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ, chỉ cần mở ra cửa hàng, chúng ta có thể lần lượt tiếp xúc kết giao với tu sĩ cường đại của các tộc khác, từ đó dò la tin tức xung quanh. "Muội muội, thân phận chúng ta phải thay đổi, tốt nhất nên ngụy trang thành linh tộc, hình dạng của linh tộc không khác gì nhân tộc, nếu có thân phận của linh tộc sẽ làm tốt nhiệm vụ hơn." Tỉnh Ngạn Chân Thành nói. Tỉnh Huệ Lan gật đầu. "Để ta về nói với phu quân một tiếng, xem có thể dùng bảo vật nào đó để ngụy trang hay không." Ngày kế tiếp, An chỉ liền biết rõ chuyện này. Nàng cũng vì vật phẩm tư liệu bên trong linh giới mà chấn kinh, phía trong có rất nhiều thứ, bốc đại một thứ ra như thiên diệu kim, An gia bọn họ căn bản cũng không bỏ ra nổi. Huệ Lan muội muội, đây đều là do thẩm tiền bối đưa cho ngươi. Không tệ. Đường công trước ngực An chỉ chập trùng, nàng không ngờ thẩm bình chẳng những có thực lực siêu việt, trên người còn có loại tài nguyên như vậy, được, An gia ta chắc chắn sẽ lực hiệp trợ, mau chóng đặt vững chân ở hôi thạch thành mấy ngày sau tại con đường cách an gia không xa bọn họ mở ra một gian chân bảo cắt bởi vì ngụy trang thân phận linh tộc tuần vệ thành không làm khó nhiều cho dù biết bên trong có không ít tài nguyên cấp năm quý hiếm cũng không dám ngấp nghé dù sao thứ hạng của linh tộc trên vạn linh bảo còn cao hơn cả yêu tộc đảo mắt hai tháng đi qua ngày hôm nay tại sương phòng ở hậu viện cái yếm màu hồng được theo sinh động như thật, chập trùng qua lại chẳng khác gì tầng tầng sóng biển, thẳng đến khi bình tĩnh trở lại, nụ hoa kiều mị mới dần tỏa ra hương thơm. Tỉnh Huệ Lan rút vào trong ngực thân ảnh khoan hậu, yếu đuổi hồi báo một số tình huống gần đây của chân bão cắt, phu quân, trước mắt trong phạm vi hôi thạch thành cùng một vài nơi tụ tập xung quanh đặt mấy chục gia tộc Nguyên Anh đồng ý hợp tác lâu dài với chúng ta, còn có mấy vị hóa thần muốn đặt trước lục giáp thuẫn linh phù cùng khôi lỗi. Nói xong những chuyện này, nàng lại nói, bên phía lạc ly gia tộc đã dần dần chống đỡ không nổi, nhưng bởi vì vị tiền bối luyện hư kia, thạch hổ không có ý định tiếp tục vụ sương lan đầm lầy nữa, thạch hổ nhất tộc đã chuẩn bị tiếp nhận. Thẩm Bình nghe được liên tục gật đầu, hỏi thạch hổ nhất tộc chuẩn bị phái tộc nhân nào tọa trấn sương lan đầm lầy. Tỉnh Huệ Lan lập tức trả lời, rất có thể là thạch mảnh dưới trướng hắn, tu vi hóa thần trung kỳ. Thẩm Bình cười cười, nắm bàn tay trắng nõn mềm mại của tỉnh Huệ Lan, nhanh như vậy đã dò la được những tin tức này, xem ra chân bảo các phát triển không tệ. Tu hành quan trọng nhất là tài nguyên cùng thiên phú, đặc biệt là tại Thái Âm Chi Uyên, tài nguyên dưới hóa thần không thiếu, nhưng tài nguyên từ hóa thần trở lên lại tương đối thưa thớt, mà tại nơi rì này càng như thế, cho nên ở toàn bộ hôi thạch thành này. Tu vi thực lực cao nhất chỉ có đại yêu thạch hổ luyện hư cấp mà thôi, trước kia còn có lão tổ tỉnh gia nhân tộc, chỉ tiếc lão tổ tỉnh gia gặp nạn bỏ mạng, nên chỉ còn lại vị đại yêu thạch hổ. Còn về cường giả cấp độ luyện hư hậu kỳ cùng hợp thể, sẽ không tùy tiện đến hôi thạch thành. Bởi vậy Thẩm Bình biết rõ lấy phù chú, khôi lỗi cùng với các loại tài nguyên kỳ trân quý hiếm mà hắn cung cấp có thể giúp chân bảo các có một chỗ đứng. Nhưng có thể phát triển nhanh chóng như vậy, hiển nhiên tỉnh Huệ Lan cùng huynh trưởng tỉnh ngạn của nàng cũng bỏ không ít sức lực. duỗi ra ngón tay. Thẩm Bình nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của tỉnh Huệ Lan, cười cười tán dương, làm không tệ. Được phu quân tán thưởng. Khóe mắt tỉnh Huệ Lan không nhịn được lộ ra vui sướng, nàng dịu dàng nói đây đều là nhờ có phu quân cấp tài nguyên cùng tín nhiệm thiếp thân. Thẩm Bình cúi đầu, hôn lên đôi môi của nàng một cái, cái miệng nhỏ này của Lan Nhi ngày càng ngọt, phu quân phải khen thưởng một phen mới được. Nói xong. Thân ảnh khoan hậu liền có động tác. Hai người trải qua 5 năm nóng lạnh mưa gió, động tác gì đó đều đã quen thuộc, đường công ưu Mỹ khéo léo đẹp đẽ của tỉnh Huệ Lan rất nhanh cuộn mình xuống dưới. Mấy chục ngày sau, trong chính đường ở phòng khách hậu viện, Thẩm Bình ngồi ngay ngắn ở chủ vị, khi chân bảo các dần dần có tiếng, lão tổ An Gia cũng ẩn ẩn thông qua An chỉ muốn nói chuyện hợp tác, dù sao những tài nguyên trân quý kia quả thực khiến An Gia trông mà thèm, bởi vậy nói là hợp tác, kỳ thực muốn gia nhập vào Thẩm Bình nếu là trước đây. Lão Tổ An Gia với Tu Vi Hóa Thần Sơ Kỳ tuyệt đối sẽ không có thái độ như vậy, nhưng sau khi trải qua chuyện hiệp thương ở Sương Lan đầm lầy, Lão Tổ An Gia hiểu rõ Thẩm Bình tuyệt đối không phải Kim đang Chân Nhân, mà rất có thể là một vị cường giả luyện hư ẩn giấu Tu Vi, đặc biệt là sau khi chân bảo các thành lập, hắn càng chắc chắn điểm ấy. Phù chú, Khôi lỗi cấp 5 cùng với các loại tư liệu quý hiếm như thiên diệu kim cũng không phải là thứ mà một vị kim đan chân nhân có thể tùy tiện lấy ra. Huống hồ dù Thẩm Bình thật sự có tu vi kim đan, lai lịch của đối phương cũng tuyệt không đơn giản. Nguyên nhân chính là như vậy. Lão tổ An gia tính đi tính lại, mới quyết định hợp tác. Đối với chuyện này, Thẩm Bình vui vẻ tiếp nhận. Căn cơ của hắn ở Hôi Thạch thành rất nông, muốn xây dựng thế lực của bản thân biết tin tức xung quanh hay thậm chí là ở càng xa, chỉ dựa vào bản thân tuyệt đối không được. Các chủ Thạch mảnh dưới trướng thạch hổ đã đi tới sương lan đầm lầy, thông qua chúng ta dò la, thạch hổ kia quả thực có dự định lũng đoạn con đường giao thương. Sương Lan thị tộc chỉ là con tốt do hắn đẩy ra để thăm dò thương đội các tộc xung quanh, mà Sương Lan tộc trưởng chết, thạch hổ hẳn cũng có chút kiên kỵ, hắn triệu tập thương đội các tộc một lần nữa thương nghị phí tổn khi qua đầm lầy theo ta đoán đây rất có thể là kế hoãn binh trước tiên ổn định các tộc chờ đợi thời cơ rồi tiếp tục thực hành lũng đoạn an chỉ thân mặc váy áo đỏ kiều diễm đường cong lả lướt khiến người khác phải chú ý hơn nữa bên ngoài có tầng nhuyễn giáp bao bọc khiến dáng người trở nên vô cùng cân xứng thẩm bình không nhịn được nghĩ tới bùi hỏa vũ nàng đơn giản báo cáo một hồi chắp tay hỏi các chủ nếu thạch hổ yêu cầu quá mức thương đội an gia ta nên trả lời thế nào Thẩm Bình nâng chung trà lên uống một ngụm, lạnh nhạt nói: "Cứ đáp ứng trước, chờ lôi kéo chiêu nạp một số nguyên anh hóa thần khách khanh, lúc đó có thể thử tập kích quấy rối thăm dò, đến lúc cần thiết ta sẽ ra tay, nhưng chuyện này cần phải có thời gian." Tuy dựa vào thú linh bảo cao cấp có thể dễ dàng tiêu diệt Sương Lan tộc trưởng Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng đối diện với hóa thần, Thẩm Bình cũng không quá tự tin, tu sĩ dù là lĩnh ngộ thần thông hay điều khiển pháp bảo đều vượt qua nguyên anh, hơn nữa đến cấp độ hóa thần Thần thức sẽ hoàn toàn thay đổi, tạo ra áp bách cực lớn đối với Nguyên Anh. Cho nên trong giai đoạn hiện tại, hắn không có ý định đối đầu với thạch hổ nhất tộc. An Chỉ gật đầu. Đã hiểu. Lại hàng huyên một số những chuyện khác. Huynh muội tỉnh gia liền rời đi. Thẩm Bình đang chuẩn bị đi, An Chỉ vội nói, các chủ dừng bước. Chuyện gì? Thẩm Bình hỏi. An Chỉ do dự một chút, nửa cắn khóe môi nói, "Thẩm Tiền Bối, ngài cảm thấy muội muội An Duyệt ta thế nào?" Thẩm Bình nhất thời không kịp phản ứng, vô thức trả lời, cũng không tệ lắm. An chỉ tiếp tục nói, "Thẩm Tiền Bối, ngài giờ đây là các chủ cao quý của chân bảo cát, bên người chỉ có mỗi Huệ Lan muội muội phụng dưỡng, sợ là không đủ, nếu ngài đã cảm thấy muội muội nhà ta không tệ, vậy không bằng để nàng cùng hầu hạ bên cạnh ngài, thế nào?" Nghe nói như thế, Thẩm Bình mới lấy lại tinh thần, con mắt hắn quét qua, rất nhanh đã chú ý tới An Duyệt đang ở một góc, đối phương phát hiện ánh mắt hắn, lập tức giống như nai con bị hoảng sợ lùi về sau. An đạo hữu, muội muội của ngươi linh căng thiên tư không tệ, nỗ lực tu hành, đợi một thời gian thành tựu bất phàm, nếu phụng dưỡng ở bên cạnh ta, sợ sẽ có chút bỉ khuất. Hắn từ chối nói. Quả thật, rời khỏi ngũ châu tứ hải, hắn rất thiếu đạo lữ, thứ nhất là do tinh lực hắn tràn đầy, Thứ hai là do phù chú, khôi lỗi các loại kỹ nghệ đã lâu không tăng lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ trở thành lỗ hổng của hắn. Phải biết, tu tập thú kinh cần kỹ nghệ phổ thông làm cơ sở. Mà thú kinh lại có liên quan đến kỳ thú, còn là tâm huyết của các đại năng tiên đạo nhân tộc, thẩm bình dù thế nào cũng không thể bỏ bê việc tu hành. Tỉnh Huệ Lan am hiểu thôi diễn bói toán thuật cực kỳ hữu dụng với mình, nhưng an duyệt lại tương đối bình thường, đối phương có lẽ khá tinh thông mị hoặc huyễn thuật, những kỹ nghệ khác rất ít liên quan, điểm này hắn cũng thấy. An chỉ thông tuệ đương nhiên nghe hiểu ý trong lời nói của thẩm bình, nàng nhịn không được nói, thẩm tiền bối, tiểu muội có thể hầu hạ ở bên cạnh ngài, đó là phúc phận của nàng, dù có là thị nữ cũng là vinh hạnh của nàng. Thẩm bình trầm tư trong chốc lát. Nếu chỉ là thị nữ, vậy cũng không phải là không thể, ngoại trừ bế quan đi vào kỳ thú chi môn tu hành, thời gian khác hắn đều phải luyện chế phù chú, khôi lỗi, quả thực cần có thị nữ hỗ trợ dọn dẹp phòng cùng mua sách tư liệu, trước đó đều do tỉnh Huệ Lan chịu trách nhiệm, nhưng bản thân nàng cũng phải xử lý chuyện của chân bảo cát.